Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện audio ngôn tình Totoro-chan được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng hàng ngày. Chương 64: Bí mật của sát khí. Xưởng vũ khí quân sự. Lâu Minh kiểm tra đối chiếu các số liệu, xác định các chỉ số của lần thử này đều chính xác mới đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với trưởng khoa Vương Trọng Đầu. Lúc trước, vũ khí sản xuất ra có vấn đề, chắc là do khi sản xuất mọi người sử dụng vật liệu mới để chế tạo khuôn đúc. Loại vật liệu này có độ dày khác với vật liệu thường dùng, mặc dù bình thường sẽ không ảnh hưởng đến tạo hình thành phẩm, nhưng do tôi thiết kế là vũ khí, mà đối với vật liệu để sản xuất vũ khí cho dù có sự chênh lệch vô cùng nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng. Thì ra là thế, quả nhiên là kỹ thuật khoa học càng cao cấp thì các chi tiết càng quan trọng. Trưởng khoa Vương tỉnh ngộ, vật liệu mới này đã được đưa vào sử dụng mấy năm trước, tính năng rất tốt, chưa từng xảy ra sai sót gì. Công việc cần sự tư duy chất lượng cao thế này, bên chúng tôi đúng là không bằng. Lâu viện sĩ, anh đúng là giỏi thật. Lúc đó tôi cũng không nghĩ tới, Lâm Minh khiêm tốn nói. Mấy ngày nay tôi nghiên cứu dây chuyền sản xuất trên tất cả các thiết bị, mãi vừa rồi mới phát hiện được vấn đề. Đây chính là người ngoài tỉnh táo, người trong u mê. Trưởng khoa Vương vẫn luôn sử dụng loại vật liệu này để chế tạo khuôn đúc, nhưng tất nhiên là không nghĩ tới vật liệu khuôn đúc có vấn đề. Lâu viện sĩ, anh chỉ cần vẻn vẹn có 2 ngày mà có thể nghiên cứu hoàn toàn mấy trăm loại thiết bị cho các dây chuyền sản xuất của chúng tôi. Năng lực đến mức này quả thực là... Ông đừng khách khí, tôi ở đây được ít ngày, ông vẫn nên nhanh chóng chế tạo khuôn đúc mới đi thôi. Sản xuất lại loạt vũ khí mới xem có vấn đề gì không. Đúng dịp tôi còn ở đây, nếu có vấn đề thì để tôi điều chỉnh lại. Đúng vậy, tôi đi làm ngay đây. Trưởng khoa Vương biết Lâu Minh không ở lại lâu được, không cùng Lâu Minh khách sáo nữa, vội vàng đi ra ngoài tìm người chế tạo khuôn đúc mới. Lâu Minh cười cười, lấy điện thoại trong túi ra, theo thói quen mở WeChat. Trên đó vẫn là hình ảnh do Trần Ngư gửi tới, cô nhóc đội mũ lông màu trắng, trên tay cầm xiên thịt dê nướng vô cùng vui vẻ. Lâu Minh giật giật ngón tay, ấn nút tải lưu về điện thoại. Tam thiếu, sắc mặt Điền Phi không được tự nhiên chạy tới cổng xưởng vũ khí. Có chuyện gì vậy? Lâu Minh thấy vẻ mặt Điền Phi bất thường thì nghi ngờ hỏi. Bộ trưởng và Mang đại sư tới, Điền Phi nói. Lâu Minh nghe thế thì không nói gì, chỉ cất điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài. Vừa đi được 2 bước thì nghe Điền Phi nói bổ sung. Còn có tiểu thư Trần Ngư nữa. Lâu Minh bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Điền Phi. Ái? Bộ trưởng đem tiểu thư Trần Ngư tới. Điền Phi cẩn thận nhìn sắc mặt tam thiếu nhà mình. Lâu Minh nhếch môi, sải bước đi ra bên ngoài. Khi đến phòng tiếp khách của xưởng vũ khí, liếc mắt thấy ba nhà mình đang nói chuyện say sưa với cô nhóc ngốc kia. Anh ba! Khi Lâu Minh bước vào phòng khách, Trần Ngư cũng nhìn thấy. Cô nhảy từ trên ghế lên, chạy về phía Lâu Minh. Lâu Minh không dấu vết, tránh né một chút. Trần Ngư sững sờ, chẳng lẽ biểu hiện của cô nhiệt tình quá mức ư? Lâu Minh vất vả khống chế không để mình nhìn về phía Trần Ngư, ánh mắt quét về phía Mang đại sư. Mang đại sư nhẹ gật đầu, vẻ mặt vô cùng ưu sầu. Lâu Minh nhìn dáng vẻ của Mang đại sư tất nhiên là biết mọi việc đã bị lộ, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, đối mặt với ánh mắt tìm tòi của ba mình. Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Lâu Minh nói thẳng, lông mày Lâu Tân Thành nhíu lại. Đây là lần thứ hai Lâu Minh dùng giọng điệu này để nói chuyện với ông. Lâu Tân Thành đặt chén trà xuống, đứng lên nói. Chúng ta vào bên trong rồi nói. Lâu Minh bỏ qua ánh mắt sốt ruột của Trần Ngư, đi theo bộ trưởng Lâu vào bên trong. Cảm giác được thái độ nghiêm túc của Lâu Minh, Trần Ngư khó hiểu nhìn về phía Điển Phi. Công việc của anh ba không thuận lợi sao ạ? Điển Phi lắc đầu. Mo đại sư thở dài, buồn bực, hớp một hớp trà. Không phải sao? Trần Ngư suy tư một lát, rồi tự cho là mình thông minh nói. À, tôi biết rồi. Có phải quan hệ giữa hai ba con nhà anh ba không tốt không? Vì thế anh ba nhìn thấy Bắc Lâu thì không vui. Ai? Mao đại sư buồn bực lại rót cho mình một ly trà. Điền Phi không nhịn được mà khóe miệng giật giật, rất muốn vào nhóm chat để buôn dưa. Gian phòng bên trong, dù bận rộn nhưng Lâu Tân Thành vẫn ung dung ngồi trên ghế, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâu Minh, chờ anh mở miệng trước. Ba biết chuyện rồi. Lâu Minh dùng câu khẳng định. Vẻ mặt hòa hoãn lúc đầu của Lâu Tân Thành, nghe xong câu nói của Lâu Minh thì giận tái mặt. Nếu không phải ba tự mình phát hiện, thì có phải con vẫn định giấu giếm hay không? Vâng, đúng ạ. Lâu Minh dứt khoát thừa nhận. Còn... Lâu Tân Thành khó thở, nhưng là người đã trải qua nhiều thăng trầm,
nên ông mau chóng bình tĩnh lại. Ông hít sâu vào một hơi, khó hiểu nhìn Lâu Minh. Tại sao con lại gạt ba? Con biết rõ ba vì chuyện sát khí trên người con mà nghĩ bao nhiêu là biện pháp. Bây giờ khó khăn lắm mới có một người có thể áp chế sát khí trên người con. Sao con lại phải gạt ba? Vì Thi Thi cũng không có cách giải quyết hoàn toàn sát khí trên người con. Vậy thì sao chứ? Có người có thể ngăn chặn khi sát khí của con bùng phát. Đối với ba, đối với quốc gia mà nói đều là tin vô cùng tốt. Lâu Tân Thành là một người lý trí. Những năm gần đây, ông đã sử dụng hết tất cả các biện pháp để giải quyết sát khí trên người Lâu Minh. Ông chưa bao giờ mong chờ một kỳ tích là có người sẽ hoàn toàn giải quyết sát khí trên người Lâu Minh. Nhưng chỉ cần một chút thôi cũng đủ để ông vui mừng khôn xiết. Bây giờ ba đã biết, ba định làm thế nào? Lâu Minh đột nhiên hỏi. Tất nhiên là để con bé ở bên người con. Lâu Tân Thành không chút nghĩ ngợi nói. Quả nhiên. Đem cô ấy là một phong ấn sống của con, giống như cái nút ngọc này sao ạ? Lâu Minh hỏi. Vậy thì sao đâu? Cô ấy là người, cô ấy mới có 18 tuổi. Cô ấy có ước mơ, có hoài bão, có những nơi muốn đi, có người cô ấy thích. Cô ấy không phải là đồ vật. Lâu Minh chỉ cần nghĩ cô nhóc hoạt bát đáng yêu đó sau này sẽ giống anh, phải ở trong biệt thự nhỏ cả đời thì cảm thấy không thể tỉnh táo nổi. Lâu Tân Thành nhìn thái độ kích động của Lâu Minh, nét mặt trở nên tế nhị. Con rất xúc động. Tại sao con lại xúc động như vậy? Lâu Minh hơi căng thẳng rồi nói. Ba, 15 tuổi con đã phải sống một mình trong biệt thự. Cuộc sống khép kín, rời xa xã hội thật chẳng dễ chịu chút nào. Con không muốn người khác sẽ giống con, đặc biệt là người này vẫn luôn giúp đỡ con. Cô bé không chỉ vì con, cô ấy còn vì quốc gia. Tri thức của Lâu Minh là tài sản của quốc gia. Tất cả những người đang bảo vệ Lâu Minh đều là đang vì quốc gia mà cống hiến. Lâu Minh hiểu được là mình không thể thuyết phục được ba. Anh nhắm hai mắt lại, giọng mềm nhũn. Vậy thì duy trì như hiện nay có được không ba? Lâu Tân Thành không hiểu nhìn Lâu Minh. Sau khi Thi Thi biết chuyện sát khí trên người con, cô ấy vẫn luôn cố gắng giúp đỡ con. Vậy nên ba đừng cố gắng cột cô ấy chụp một chỗ với con. Hãy để cô ấy như bây giờ đi. Khi con cần thì cô ấy có mặt là được rồi. Lâu Minh nói. Vậy thì có gì khác nhau đâu? Lâu Tân Thành không hiểu. Đại khái là sự khác nhau giữa tự nguyện và bị ép buộc đi. Lâu Minh nhìn thẳng ánh mắt ba mình. Lần trước Lâu Minh dùng ánh mắt này nhìn ba mình là khi đang thương lượng với ông. Khi sát khí của anh bùng phát mà không có cách nào khống chế thì phải xử lý như thế nào. Lúc đó Lâu Minh đã yêu cầu khi không thể khống chế sát khí của anh thì phải tiêu diệt anh. Ông không đồng ý. Lúc đó Lâu Minh đã dùng ánh mắt như bây giờ nhìn ông nói. Nếu để đánh đổi cho việc con còn sống mà phải để người khác trả giá thì con xin tự nguyện không sống nữa. Được. Lâu Tân Thành nhẹ gật đầu. Lâu Minh hơi kinh ngạc vì ba mình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Lâu Tân Thành thản nhiên nhìn Lâu Minh. Nếu Lâu Minh không muốn cho Trần Ngư có cảm giác bị ép buộc thì duy trì như bây giờ cũng rất tốt. Dù sao thì theo sự quan sát của ông, cô bé Trần Ngư này rất thích con trai ông, chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Còn việc khác, chỉ cần hạn chế con bé rời khỏi đế đô thì lúc nào cũng có thể tìm được người. Còn chuyện của mấy người Hà Thất, Lâu Minh vừa dứt lời, vẻ mặt Lâu Tân Thành biến đổi. Bà đã để bọn họ phục vụ cho con thì họ là người của con. Trong tình huống tính mạng của con không nguy hiểm, họ phục tùng mệnh lệnh của con cũng không có gì sai. Nếu ba anh đã biết chuyện anh lừa ông, như vậy chuyện bọn Hà Thất không báo cáo kịp thời sẽ bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ. Lâu Minh sợ ba mình sẽ kỷ luật mấy người Hà Thất. Chuyện sát khí của con bùng phát là chuyện lớn như vậy, vậy mà không báo cáo, như vậy không sai gì cả hay sao? Lâu Tân Thành chất vấn. Nếu như không có Thi Thi, chờ mấy người họ báo cáo cho ba xong thì chắc là con đã mất khống chế rồi. Mấy cậu ấy chỉ làm theo mệnh lệnh diệt trừ con thôi. Nên nói hay không nói cho ba biết thì ba cũng đâu thể thay đổi được kết quả đâu. Còn đương nhiên là nếu ba đã biết chuyện của Thi Thi, sau này con cũng không ngăn cản họ báo cáo với ba nữa. Ngay sau đó Lâu Minh nói thêm. Lâu Tân Thành nghiêm mặt, tất nhiên là không vui vẻ gì. Ba, nửa năm qua sát khí của con đã bùng phát 3 lần rồi. Thời gian của con chắc là không còn nhiều lắm đâu. Tối thiểu thì ba hãy để cho con, trong lúc con có thể làm chủ được mình, cho con được bảo vệ những người bên cạnh con đi. Trong nháy mắt, khi thế toàn thân Lâu Tân Thành như bị rút cạn, coi như có thể ngăn chặn được sát khí trên người Lâu Minh cũng không được. Ông nhất định phải tìm cách giải quyết hoàn toàn sát khí trên người anh. Lâu Minh một mình quay lại phòng khách. Trần Ngư cao hứng bừng bừng chạy tới. Anh ba, 2 ngày này có đi chơi vui không? Lâu Minh cười hỏi. Cũng được ạ. Ở đây có rất nhiều món ăn ngon. Khi nào anh xong việc, em dẫn anh đi ăn nhé. Em mời khách. Rộng rãi như vậy. Lâm Minh trêu chọc.
Nhưng phải chờ mấy ngày nữa nha. Anh còn bận mấy ngày nữa. Em về khách sạn trước đi. Nhưng em vừa mới tới mà. Em có chuyện muốn nói với anh này. Trần Ngư vô cùng đáng thương. Em muốn nói gì với anh? Lâm Minh tò mò. Trần Ngư nhìn mấy bóng đèn lớn nhỏ trong phòng, nhỏ giọng nói. Em muốn nói riêng với anh cơ. Lâm Minh nhịn không được cười một tiếng. Được rồi, chờ anh hết bận thì sẽ nghe em nói. Dạ, vâng. Trần Ngư liên tục gật đầu. Mấy ngày nữa cũng được, cô còn phải sắp xếp từ ngữ cái đã. Đợi đến khi Hà Thất lái xe đến, Lâm Minh tự mình đưa Trần Ngư ra xe. Hai người nói tạm biệt. Khi Lâm Minh định đóng cửa xe thì Trần Ngư chợt gọi Lâm Minh. Anh ba. Trần Ngư ngồi ở ghế sau, đưa tay vẫy vẫy Lâm Minh. Lâm Minh kinh ngạc cúi đầu. Sao thế? Anh ba, sát khí trên người anh hình như không được ổn định đó. Trần Ngư nhỏ giọng. Thật sao? Vậy để chút nữa anh tìm mau. Hai chữ cuối chưa kịp nói ra, Trần Ngư bất ngờ hôn lên môi anh, chỉ chạm nhẹ rồi tách ra ngay. Cảm xúc ấm áp còn chưa tan biến, Lâm Minh choáng váng nhìn cô nhóc trước mắt đang cười trộm như mèo vớ được cá, hồi lâu cũng không nói nên lời. Em giúp anh phong ấn một chút. Trần Ngư cười hắc hắc. Thì ra là thế. Cảm giác căng thẳng trong lòng Lâm Minh buông lỏng xuống, nhưng động tác đóng cửa xe vẫn còn rất bối rối. Mà Trần Ngư sau khi vụng trộm sàm sỡ Lâm Minh thì ngồi ghế phía sau ngốc nghếch cười rộ lên. Còn Hà Thất nhìn thấy hết thảy, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Sau khi Trần Ngư rời đi, Lâm Minh tiếp tục công việc của mình, chỉ là không biết có phải tác dụng của tâm lý không. Khoảng 10 giờ tối, Lâm Minh đột nhiên cảm giác được sát khí trên người mình đúng là không ổn thật. Anh do dự một chút, rồi cho người tìm Mao Đại Sư tới. Cậu sao rồi? Mao Đại Sư nhìn thấy Lâm Minh thì hỏi. Mao Đại Sư, có phải sát khí trên người tôi không được ổn định không? Lâm Minh hỏi. Mao Đại Sư khựng lại, lại kiểm tra một lúc lâu nút ngọc trên tay Lâm Minh, lắc đầu nói. Lúc trước sát khí của cậu đã được Trần Tiểu Hữu phong ấn lại, sát khí trên người cậu cũng được cô ấy hấp thụ một phần. Mặc dù phong ấn của Trần Tiểu Hữu có giảm đi, sát khí đã lưu chuyển trong người, nhưng sát khí trong người cậu vẫn chưa đến mức bùng phát. Nhưng mà tại sao tôi luôn cảm thấy sát khí trên người tôi không ổn định? Lâm Minh nghi ngờ hỏi. Vậy để tôi kiểm tra lại. Mao Đại Sư nghe Lâm Minh nói vậy thì duỗi tay đặt lên cổ tay Lâm Minh, dùng linh lực bắt đầu kiểm tra. Một lúc sau, ngón tay Mao Đại Sư bỗng run lên một cái. Ông hoảng sợ nhìn Lâm Minh. Gần đây cậu có gặp phải chuyện gì đặc biệt không? Lâm Minh lắc đầu. Sao thế ạ? Tốc độ lưu chuyển của sát khí trong người cậu tăng đột biến, gấp 3 bình thường. Nếu như theo tốc độ này mà nói thì sát khí trong người cậu sẽ tăng trưởng rất nhanh. Lâm Minh hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Dường như trong chớp mắt anh có thể nhìn thấy đường vân tay biểu thị cho sinh mệnh của anh đột nhiên rút ngắn chỉ còn 1/3. Sát khí trong cơ thể Lâm Minh gần như giống của cương thi, nhưng dù sao thân thể của anh cũng không phải là cương thi. Cho nên ngay từ sớm, Mao Đại Sư đã nhắc anh, nếu như sát khí tích tụ đến một mức độ nhất định nào đó, thì thân thể của anh không có cách nào phụ tải được. Như vậy anh... Đây cũng là một nguyên nhân Lâm Minh không dám thừa nhận là anh thích Thi Thi. Anh đã được định trước không phải là người sống lâu. Vậy dựa theo tốc độ này thì tôi còn bao nhiêu lâu nữa? Lâm Minh hỏi. Nhất định là sẽ có biện pháp. Mao Đại Sư an ủi. Sát khí của cậu bỗng nhiên tăng trưởng nhanh như vậy, nhất định là có tác động từ bên ngoài. Chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Bây giờ cậu nghĩ lại xem, gần đây cậu đã gặp chuyện gì ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của sát khí hay không? Sát khí ư? Lâm Minh nhớ lại rồi nói. Hôm đó khi chúng tôi gặp cương thi giữa đường, tôi đã hấp thu sát khí trong cơ thể nó. Khó trách. Sắc mặt Mao Đại Sư tái xanh. Riêng sát khí trong người cậu đã mạnh như vậy rồi, cậu còn đi hấp thu sát khí của cương thi làm gì? Tôi cũng không biết tại sao, tôi chạm vào cương thi thì sát khí tự động hút qua người tôi. Lúc trước khi chạm vào ác ma cũng không có cảm giác này. Cương thi. Mao Đại Sư suy tư một lát. Cậu đừng vội, để tôi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Lâm Minh gật đầu. Mao Đại Sư vội vội vàng vàng rời đi. Trong đêm đi xe vào nội ô thành phố Bình, gặp Nghiêm Sùng Minh. Tác giả có lời muốn nói. Anh ba, sát khí trong người anh lại không ổn định. Không phải đâu, anh thấy trong người bình thường mà. Em là thiên sư, em nói không ổn thì chính là không ổn.